Lịch sử hình thành và phát triển Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển. Nơi đây là chốn giao lưu giữa nhiều luồng văn hóa và từng trải qua nhiều thời kỳ ảnh hưởng khác nhau trong lịch sử. Mỗi giai đoạn đều để lại những dấu ấn riêng. Trong đó, quy hoạch kiến trúc chính là biểu hiện rõ nét. Kiến trúc là gương mặt phản ánh lịch sử, văn hóa và xã hội. Kiến trúc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ nét điều đó qua cấu trúc đô thị, qua những công trình của các thời kỳ. Nhiều công trình thực sự là những tác phẩm kiến trúc kinh điển, xác lập nên diện mạo đô thị thành phố và tạo nên những giá trị văn hóa tinh thần. Những công trình cổ xưa đã trở thành di sản và thành phố vẫn tiếp tục mới mẻ và hiện đại với những tòa nhà mới. Cũ và mới luôn hiện diện cùng nhau, tạo nên một sắc thái rất riêng ở mảnh đất này. Hơn 300 năm là một khoảng thời gian không dài đối với một đô thị lớn, đô thị trung tâm. Nhưng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên một miền đất phồn hoa, đô hội với những sắc thái văn hóa đa dạng. Sau hơn 300 năm hình thành, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định được vị trí của mình trên cả nước, đặc biệt là trong khoảng 40 năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ, không ngừng xây dựng, vươn lên và hội nhập. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách, thành phố Hồ Chí Minh đã có bước phát triển vượt bậc trên nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, từng bước trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, thương mại, khoa học công nghệ của đất nước và khu vực. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có những bước đột phá trong công tác quy hoạch đô thị với nhiều đồ án quy hoạch trọng điểm, nhiều công trình giao thông quan trọng, nhiều kiến trúc hiện đại đặc sắc, nhiều mảng xanh, công viên mới được xây dựng, đã và đang tạo nên sức bật mạnh mẽ và diện mạo mới cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Về hạ tầng giao thông, hàng loạt các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trường Chinh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh, những tuyến đường xuyên tâm, hướng tâm như Đại lộ Đông Tây với đường hầm vượt sông Sài Gòn, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Rừng Sát và một loạt các cây cầu quan trọng kết nối khu vực nội đô với vùng ven như Phú Mỹ, Thủ Thiêm, Sài Gòn 2, Bình Triệu 2, Tân Thuận 2, Chữ Y, Chà Và đã được thành phố tập trung đầu tư nâng cấp và mở rộng, giải quyết đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông ở cả khu vực nội đô và ngoại ô thành phố. Một trong những thành tựu đáng ghi nhận trong định hướng phát triển hạ tầng giao thông của thành phố là đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ và hầm vượt sông Sài Gòn. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, vừa giải tỏa giao thông kết nối khu trung tâm thành phố với hai hướng phát triển phía Đông và phía Tây. Bên cạnh đó, phải kể đến đại lộ Phạm Văn Đồng, con đường được đánh giá là đẹp nhất thành phố hiện nay. Đó là trục đường hướng tâm quan trọng của thành phố, kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến quốc lộ 1 và quốc lộ 1K, tạo ra hướng giao thông mới qua các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức và kết nối với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Để xây dựng tuyến đường này, thành phố đã di dời giải tỏa gần 4.000 hộ dân và đơn vị với diện tích hơn 60 hectare, di dời hơn 42 công trình hạ tầng kỹ thuật. Chi phí xây dựng khoảng 2.915 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 7.500 tỷ đồng. Nó thay đổi cái bộ mặt thành coi như thứ nhất là cái bộ mặt cái thành phố nó dòm nó khang trang hơn, nó rộng rãi hơn, đi lại thì nó cũng thoải mái hơn nhiều, giao thông thì thông suốt hơn, tai nạn sẽ ra ít hơn, còn kinh tế của người dân thì buôn bán thì đỡ hơn, tại người đi lại nó cũng đông thì mình buôn bán đỡ ổn định hơn và các tệ nạn xã hội thì không xảy ra nhiều nữa. Tôi thấy vấn đề môi trường rất tốt. Là hàng sáng tôi thường hay uống cà phê đây thì không thấy bụi bặm như hồi xưa. Lý do thứ hai là vấn đề đi lại là rất thoáng. Tuyến đường Phạm Văn Đồng góp phần vào cái hệ thống giao thông hướng tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà có thể nói rằng tuyến đường Phạm Văn Đồng đưa vào sử dụng cũng đã góp phần cho cái đáp ứng cái nhu cầu về giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Về phát triển đô thị, thành phố tập trung mở rộng không gian đô thị theo 4 hướng, gồm hướng Đông, Nam, Tây Bắc và Tây Nam. Trong đó,
khu đô thị phía đông bao gồm các quận 2, 9 và Thủ Đức, có trung tâm là khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thành phố này sẽ có chức năng chính là phát triển các ngành dịch vụ cao cấp và công nghiệp kỹ thuật cao. Khu đô thị phía nam gồm toàn bộ quận 7, huyện Nhà Bè và điều chỉnh một phần diện tích của quận 8 và huyện Bình Chánh với diện tích 194 km2. Nòng cốt để phát triển là khu đô thị Nam Sài Gòn, thị trấn Nhà Bè và khu đô thị Cảng Hiệp Phước. Khu đô thị phía Bắc sẽ gồm quận 12 và phần lớn huyện Hóc Môn có diện tích 149 km2. Chức năng kinh tế của khu đô thị này là phát triển dịch vụ sinh thái gắn với nông nghiệp kỹ thuật cao, cây cảnh, hoa, cá cảnh. Cuối cùng là khu đô thị phía Tây gồm quận Bình Tân hiện nay, một phần quận 8 và một phần huyện Bình Chánh. Theo quy hoạch, đây sẽ là đầu mối giao lưu kinh tế với đồng bằng sông Cửu Long, chủ yếu phát triển các ngành dịch vụ, khu công nghiệp và phát triển khu dân cư nhằm tái bố trí dân cư từ các quận 11, 6, Tân Bình. Bên cạnh 4 khu đô thị trên, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ nghiên cứu bổ sung thêm khu đô thị Tây Bắc với diện tích 6.000 hectare đang được quy hoạch và kêu gọi đầu tư. Theo định hướng này, nhiều khu đô thị mới đã và đang được xây dựng khang trang, hiện đại, điển hình như đô thị mới Nam Sài Gòn, quận 7, Thủ Thiêm, An Phú, An Khánh, quận 2 đã và đang góp phần tạo nên diện mạo và cơ hội mới để phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Vấn đề vệ sinh môi trường cảnh quan phải kể đến công trình cải tạo vệ sinh môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, một trong những dự án nổi bật mang nhiều ý nghĩa quan trọng về cả chính trị, kinh tế và xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 10 năm thực hiện, việc hoàn thành công trình ghi nhận nỗ lực to lớn của chính quyền và người dân thành phố trong việc hồi sinh dòng kênh chết. Thành công của dự án là kết quả từ việc di dời hàng triệu mét khối bùn và rác thải để cải tạo môi trường nước trong khu vực, kết hợp chỉnh trang đô thị với hai tuyến đường mềm mại chạy dọc bên bờ kênh, đồng thời mang nhiều ý nghĩa khi tổ chức di dời được hàng nghìn hộ dân tại những khu nhà ổ chuột vào các khu tái định cư khang trang, sạch sẽ. Nhờ có cái con kênh này, bây giờ cái đời sống rồi phát triển kinh tế của hai bên bờ kênh nó phát triển tốt hơn nhiều. So với hồi xưa thì không thể so sánh vì nó cũng chờ một vực quá xa. Từ ngày cải tạo dòng kênh thì mỹ quan cũng như là tiện ích của bà con ở đây cải thiện rất nhiều. Hàng ngày cư dân xung quanh chúng tôi ở đây được tập thể dục ở cái môi trường sống lành mạnh. Mình ra bờ kè mình mỗi buổi tối hay buổi chiều thì mình hay ngắm sông nước rồi cảm thấy mát mẻ, cảm thấy thích vô cùng. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang tiến hành kêu gọi đầu tư các khu xử lý rác thải hiện đại như khu xử lý rác thải Đa Phước tại Bình Chánh, phát triển hệ thống cống bao thu gom nước thải và xây dựng các nhà máy xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn như nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, giảm dần và tiến tới chấm dứt xả nước thải ra kênh rạch. Việc phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao cũng đã và đang được chú trọng như khu chế xuất Tân Thuận tại quận 7, khu công nghiệp công nghệ cao tại quận 9, khu công nghệ phần mềm Quang Trung tại quận 12, khu đô thị công nghiệp Cảng Hiệp Phước tại Nhà Bè, góp phần thu hút có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài, giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu tỷ trọng sản phẩm công nghiệp theo hướng tăng hàm lượng chất xám, tăng sức cạnh tranh, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình đô thị hóa những khu vực xung quanh. Việc quy hoạch và phát triển khu trung tâm thành phố đang được đẩy mạnh với việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh rộng 930 hectare, 5 phân khu chức năng bao gồm trung tâm thương mại tài chính, trung tâm văn hóa lịch sử, khu bờ Tây sông Sài Gòn và khu thấp tầng, khu lân cận lõi trung tâm. Với việc khánh thành và đưa vào sử dụng quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên tượng đài Bác Hồ, lần đầu tiên người dân thành phố có được một không gian công cộng đúng nghĩa để vui chơi, thư giãn, sinh hoạt, giao lưu văn hóa, vừa tăng tính kết nối cộng đồng, vừa tạo điều kiện phát triển các ngành du lịch, thương mại, dịch vụ và tạo điều kiện thay đổi chỉnh trang bộ mặt đô thị thành phố theo hướng thân thiện, văn minh. Cùng với sự thay đổi của bộ mặt cảnh quan thành phố, nhiều công trình kiến trúc hiện đại, ấn tượng, nhiều phong cách bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo nên những sắc thái đa dạng hiện đại như cao ốc Sài Gòn Metropolitan, Pitexco Financial Tower, Diamond Plaza, quần thể kiến trúc khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và rất nhiều công trình khác đã và đang dần trở thành những biểu tượng
biểu trưng độc đáo, mới mẻ cho thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức của một thành phố trẻ đang phát triển. Tốc độ phát triển quá nóng về xây dựng tại khu vực trung tâm cộng với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh ở các quận huyện vùng ven cũng để lại một số hệ lụy như tình trạng ngập lụt đang ngày càng nghiêm trọng, tình trạng ùn tắc giao thông mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn thường xảy ra. Vấn đề nước sạch chưa thực sự đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Bên cạnh các nguy cơ truyền thống là một thành phố nhiều kênh rạch, sông nước lại gần biển, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước thách thức mới chưa từng có tiền lệ khi phải đương đầu với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng mà theo dự báo sẽ có tác động nặng nề đến sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều thập niên tới. Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Theo đó, để giải quyết có hiệu quả các vấn đề đô thị bức xúc hiện nay, thành phố cần tuân thủ quy hoạch tổng thể, phấn đấu đạt tiêu chuẩn thiết kế đô thị mang tính đặc thù của vùng đô thị sông nước. Nói về tổng quát của quy hoạch thành phố trong những năm qua, thì chúng ta có thể nhìn nhận rằng thành phố đã quan tâm đến về vấn đề quy hoạch của một đô thị, nhất là một cái đô thị lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ hai là cái quy hoạch chung của thành phố đã được phê duyệt cho tới năm 2020 và có tầm nhìn đến năm 2030. Đó là cái được. Cái thứ hai là thành phố rất quan tâm đến vấn đề quy hoạch chi tiết toàn bộ thành phố này và cái quy hoạch chi tiết đã được phủ trên toàn bộ thành phố vào năm cuối năm 2014. Đó là cái mặt được của thành phố. Chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng chúng tôi là một trong những thành phần bao gồm có chính quyền, các nhà đầu tư cũng như các nhà thiết kế và các nhà xây dựng là cùng nhau để xây dựng quy hoạch trên cái phương diện là xây dựng những nhà ở và các công trình phục vụ cho những cái tiện ích của người dân cũng như là phục vụ cho các sự phát triển của đô thị của chúng ta. Nên vai trò của vấn đề quy hoạch trong cái thời gian gần đây, tôi thấy rằng hiện nay chúng ta đã dần dần đi được đúng hướng và giúp ích được rất nhiều cho cái việc mà các nhà đầu tư có cái điều kiện để có thể đầu tư đáp ứng được đúng cái nhu cầu phát triển của thành phố cũng như mang lại những cái lợi ích cho quá trình đầu tư của chúng tôi. Thời gian qua thì thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cái thành quả, thành tựu về quy hoạch, thì có thể nhìn thấy qua cái bộ mặt của thành phố đã được hình thành và phát triển ngày càng có cái bản sắc, có cái nét rõ ràng. Về quy hoạch thì cũng đã được phủ kín cái đồ án quy hoạch 1/2000 trên địa bàn thành phố, rồi hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đã được hình thành và phát triển một cách khá đồng bộ để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ngoài ra còn có những cái khu chức năng theo quy hoạch đã được hình thành và phát triển, tạo cái động lực rất là tốt cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố luôn. Đó là những cái thành tựu lớn cơ bản của quy hoạch đóng góp cho cái sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác quản lý quy hoạch sát với tình hình thực tế, triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể, lập bộ máy quản lý có hệ thống, phân cấp rõ ràng giữa thành phố và quận huyện, giữa thành phố với vùng đô thị trọng điểm phía Nam. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư cho quy hoạch, đồng thời hạn chế và quản lý tốt đà tăng dân số nhằm bảo đảm cho việc xây dựng xã hội đô thị ổn định. Đối với vấn đề giải tỏa áp lực cho hệ thống hạ tầng giao thông, cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các khu đô thị vệ tinh để thu hút dân cư đến sống tại các thành phố mới, phát triển đồng bộ hạ tầng, hệ thống giao thông giữa các đô thị và giữa các vùng, hạn chế xe gắn máy, phát triển mạnh phương tiện vận chuyển công cộng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến tàu điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương và các tuyến đường sắt trên cao. Dù vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tin rằng với truyền thống năng động, không ngừng đổi mới để vượt qua khó khăn, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vượt qua các khó khăn thử thách, nắm bắt tốt thời cơ, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống.